tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta vừa được thể hiện thấy một phần thể hiện rất vui của Vũ Đoàn Hô. Xin được cảm ơn nhóm Hô đã tạo dựng và thể hiện tiết mục này. Tôi rất vui được gặp lại tất cả khán giả thân say vì em, con tim ta còn mãi. Tôi cũng xin khán giả sẽ cùng